nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì điểm cầu Quảng Ngãi tham dự phiên họp chính phủ thường kỳ với các địa phương do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Tháng 1 năm 2023 có 2 kỳ nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, nên số ngày làm việc chỉ bằng 2/3 bình thường. Tình hình thế giới tháng 1 tiếp tục phức tạp khó lường. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại mang lại nhiều cơ hội xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2023 tăng 0,52% so với tháng 12 năm 2022. Thị trường tiền tệ bước đầu có mức tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách tháng 1 đạt 11,3% dự toán. Vốn FDI đăng ký mới đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng nhờ tiêu dùng tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an ninh, an toàn, mọi nhà đều có Tết. Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, năm 2022 là năm thành công của tỉnh Quảng Ngãi khi tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh triển khai tốt công tác chăm lo Tết cho người dân. Quảng Ngãi triển khai ngay từ đầu năm các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2023. Về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2022 thì Quảng Ngãi cũng là một trong những địa phương có rất nhiều điểm sáng về cái kết quả triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là năm nhiệm vụ lớn Thủ tướng đã chỉ đạo thì Quảng Ngãi đã tổ chức thực hiện khá tốt. Trong đó có giải ngân vốn đầu tư công thì Quảng Ngãi giải ngân 100% theo cái chỉ đạo của Thủ tướng. Đối với các vấn đề khác thì về tăng trưởng, về thu ngân sách thì Quảng Ngãi đạt rất là cao so với những năm trước đây. Để có được kết quả đó là ngoài sự nỗ lực, cố gắng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thì có sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan trung ương, đặc biệt là của chính phủ, thủ tướng chính phủ và các bộ ngành có liên quan. Nhân hội nghị này, Quảng Ngãi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những khó khăn mà Quảng Ngãi kiến nghị thì trung ương đã giải quyết kịp thời. Về triển khai những thực hiện nhiệm vụ công tác phục vụ Tết trong tháng 1, báo cáo Thủ tướng là sau khi nhận được chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ về chăm lo công tác phục vụ Tết thì Quảng Ngãi đã tổ chức cụ thể hóa triển khai thực hiện rất là kịp thời, đầy đủ, và mỗi một năm thì Quảng Ngãi rút ra một kinh nghiệm để trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện tốt hơn, có việc nhất là chăm lo đời sống cho nhân dân trong dịp vui xuân đón Tết. Và kết thúc đón Tết Nguyên đán thì Quảng Ngãi cũng đã chăm lo rất đầy đủ, chu đáo, kịp thời cho tất cả mọi người dân đón một cái Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm, trang trọng, và mỗi một gia đình, mỗi một người dân đều vui xuân đón Tết rất là trọn vẹn. Xin báo cáo Thủ tướng như thế. Đối với cái kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1 thì Quảng Ngãi cũng điều hành rất là tốt. Thu ngân sách trong tháng 1 năm 2023 đạt được 2.565 tỷ đồng, tương đối cao so với cái kế hoạch mà chỉ tiêu Trung ương giao cho tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2023 này. Riêng đối với Quảng Ngãi thì cũng rất cảm ơn Thủ tướng là đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đón Thủ tướng vào ngày đầu năm mới của năm 2023 và đầu xuân Quý Mão năm 3 thì nhận được thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, tất cả những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi đã được Thủ tướng ghi nhận và giao cho các bộ ngành trung ương xem xét để giải quyết cho tỉnh Quảng Ngãi, và mong rằng tại hội nghị này tỉnh Quảng Ngãi cũng rất mong được các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ giải quyết các cái kiến nghị mà Thủ tướng đã kết luận tại cái kết luận ngày 30 tháng 1 năm 2023. Tỉnh Quảng Ngãi cũng luôn luôn là nỗ lực phấn đấu và học tập phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các công việc sâu sát, quyết liệt, mạnh mẽ, đeo bám và phải có sản phẩm. Trên tinh thần đó, Quảng Ngãi cũng điều hành theo cái phong cách và cái phương thức chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, các bộ ngành trung ương, các đồng chí đại biểu tham dự cuộc họp mạnh khỏe, hạnh phúc. Tất cả các địa phương đều phát triển tốt để cùng cả nước phát triển tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả của tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong năm 2022, nhất là công tác chăm lo Tết cho người dân. Thủ tướng mong muốn cả hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển kinh tế xã hội với tinh thần phục hồi nhanh, phát triển bền vững ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Giải quyết những vấn đề ách tắc, vướng mắc,
tháo gỡ những vấn đề mà doanh nghiệp nhân dân đang gặp khó khăn, đặt nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.